Chiều nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, ông Hồ Văn Quân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Liệt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo của Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, công tác tuyên truyền vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được các cấp các ngành trong tỉnh tăng cường, quan tâm, đổi mới, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thay đổi thói quen của đa số người tiêu dùng trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 89% người dân và khoảng 85% cơ quan đơn vị mua sắm trang thiết bị, tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước sử dụng hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm co-op, xúc tiến thương mại hỗ trợ đưa sản phẩm Vĩnh Long lên sàn điện tử và xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng cũng được các sở ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt, góp phần tạo niềm tin cho người tiêu dùng hàng Việt. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao ý thức tiêu dùng hàng Việt. Ban chỉ đạo tỉnh cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc vận động hàng năm, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ cơ chế chính sách cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng, giá thành phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho sản phẩm và tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng.